Khi Donald Trump vẫy cờ đỏ sao vàng. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước. Trước khi hội nghị diễn ra, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Mỹ và Triều Tiên đã bước vào hội nghị này một cách vội vàng và thiếu chuẩn bị. Bởi sau 8 tháng kể từ lần gặp ở Singapore, hai bên vẫn chưa có định nghĩa chung về khái niệm phi hạt nhân hóa, chưa công bố các nội dung đàm phán cụ thể, thiếu các bước thỏa thuận nhỏ, thiếu kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên. Sau hội nghị, hai bên không đạt được thỏa thuận nào và ông Trump rời Việt Nam sớm hơn dự định. Lý do chính là bất đồng giữa hai bên, khi Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ cấm vận vô điều kiện, còn Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện. Ngoài ra, nhiều người phỏng đoán rằng ông Trump phải về nước sớm để giải quyết các vấn đề sát sườn mới nảy sinh trong ngày 27, như việc ông bị cựu luật sư Cohen tố cáo trước tòa, hay việc Hạ viện Mỹ chặn khoản ngân sách mà ông cần để xây bức tường phía Nam. Trước khi chia tay, hai ông Trump và Kim tiếp tục trả lời phỏng vấn báo chí bằng một số phát ngôn mang tính ngoại giao. Chẳng hạn ông Kim sẵn lòng phi hạt nhân hóa, sẵn lòng cho phép Mỹ mở một văn phòng ngoại giao ở Bình Nhưỡng. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, nước chủ nhà Việt Nam đã thắt chặt an ninh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mình như một điểm đến du lịch lý tưởng, một đất nước vì hòa bình, một trung tâm hòa giải quốc tế. Đáp lại, độc giả Việt Nam cũng dồn mọi sự chú ý vào hội nghị như biểu đồ ngày 1 tháng 3 đã chỉ ra. Vì vậy, trước, trong và sau hội nghị, Dư luận vi chính thống cũng tập trung khai thác chủ đề này, có thể tạm chia các bài viết của họ thành ba nhóm dựa trên các mục đích. Nhóm thứ nhất là các hoạt động đưa tin, bình luận mang tính trung lập. Trong các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt, BBC và VOA gần như tường thuật trực tiếp các diễn biến của hội nghị, còn các đài khác không làm được việc đó. Phóng viên BBC tỏ ra bi quan về kết quả của hội nghị ngay từ ngày 27 và vào ngày 28, họ nhiều lần nhấn mạnh rằng hai bên tham gia đã không ký được gì. Trong khi đó, VOA đưa một số tin theo lối xoa dịu, nhấn mạnh vào những tuyên bố mang tính xã giao về thiện chí đàm phán của hai bên để ông Trump đỡ mất uy tín. Trên mạng xã hội Facebook, các trang tin điện tử và các báo nước ngoài, nhiều gương mặt phi chính thống cũng liên tục viết bài để phân tích, bình luận, phỏng đoán về các diễn biến và kết quả của hội nghị. Họ đưa ra các ý kiến đa dạng, tùy theo quan điểm của đảng phái hoặc cá nhân. Nhóm thứ hai là các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Những người tham gia tuyên truyền tận dụng mọi yếu tố trong hội nghị mà họ có thể vin vào để công kích. Thông điệp của họ cũng bao gồm ba hướng. Trong hướng thứ nhất, họ phản bác các hoạt động tuyên truyền của báo chí chính thống Việt Nam. Chẳng hạn Phạm Đoan Trang và Nguyễn Anh Tuấn viết rằng, thay vì lên đồng tự sướng khi được chọn làm nơi tổ chức hội nghị, làm tấm gương cho Triều Tiên học tập, Việt Nam chỉ nên tự hào khi vừa có chế độ đa đảng, vừa đạt được phép màu kinh tế như trường hợp Nhật Bản, Đài Loan hay Hàn Quốc. Trong các bài viết thuộc hướng này, bài của Nguyễn Anh Tuấn gần như lặp lại phát biểu của Trịnh Hội trên BBC hồi giữa tháng 2. Khi hội nghị kết thúc mà không đạt được kết quả, họ mỉa mai viễn cảnh trung tâm hòa giải quốc tế và các bài viết ca ngợi ông Kim Jong Un trên báo chí chính thống của Việt Nam. Trong hướng thứ hai, Họ công kích rằng nhà nước Việt Nam đã xâm phạm nhân quyền, làm khổ dân khi tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh cho hội nghị. Số công kích này nhắm vào ba vấn đề là việc trục xuất Harvard X, người đóng giả Kim Jong-un, việc tăng cường lực lượng dân phòng và cấm đường, việc chặn cửa hoặc giữ Việc chặn, việc chặn cửa hoặc tạm giữ các đối tượng có tiền sự gây rối như Cát Linh, Lê Văn Dũng. Trong hướng thứ ba, họ so sánh Mỹ và Triều Tiên Mỹ và Việt Nam để công kích chế độ chính trị của Triều Tiên và Việt Nam. Chẳng hạn, họ công kích chủ nghĩa cộng sản qua hình tượng phái đoàn Kim Jong-un, như việc ông Kim đi tàu hỏa chạy thang, cho vệ sĩ chạy bộ hộ tống xe hơi, cho báo chí trong nước tuyên truyền rằng người dân mất ngủ vì nhớ chủ tịch. Ngoài ra, một số phụ nữ luống tuổi trong dư luận chống đối như Lan Lê và Lê Thị Công Nhân đã dấy lên một phong trào ca ngợi các đặc vụ Mỹ hộ tống Donald Trump Họ khen các đặc vụ này cao to, đẹp trai, mặt đẹp, tác phong đàng hoàng, không như các đặc vụ Việt Nam thường va chạm với giới chống đối. Nhóm hoạt động tuyên truyền thứ ba là các bài công kích lẫn nhau. Nhân việc Tổng thống Donald Trump tỏ thái độ thân thiện với nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kim Jong-un, Nguyễn Gia Kiện công kích các tri thức bất mãn và gương mặt chống đối vừa viết thư cầu cứu Trump hôm ngày 14. Cùng lúc đó, phe bài Trump trong giới chống đối cũng công kích phe quần Trump, Họ viện những việc Trump vẫy cờ đỏ sao vàng, dành những lời lẽ tốt đẹp cho chủ tịch Kim Jong-un và nước chủ nhà Việt Nam để tuyên truyền rằng Trump vẫy cờ cộng sản, phản bội các giá trị dân chủ. Phe quần Trump đối phó bằng cách cắt ghép ảnh để tạo ra bức ảnh Tổng thống Trump đứng trước với một dãy cờ vàng ba sọc đỏ của các nhóm chống đối lưu vong. Tuy nhiên bức ảnh này bị Hoàng Ngọc Tuấn thuộc phe bài Trump chỉ ra là ảnh ghép. Sau khi xem xét các luồng dư luận trên, chúng tôi xin đưa ra bốn ý kiến. Thứ nhất, Singapore và Trung Quốc vẫn được xem là các phép màu kinh tế, dù không có đa đảng. Vì vậy, chúng ta cần xét lại quan điểm của Nguyễn Anh Tuấn rằng Việt Nam chỉ nên tự hào khi có phép màu kinh tế và đa đảng, như trường hợp của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Bên cạnh đó, giới dân chủ cần yêu cầu Tổng thống Trump ngừng nói những câu như Việt Nam đã trở thành một phép màu vĩ đại của thế giới để dư luận khỏi hiểu lầm. Thứ hai, xét việc mọi quốc gia đều cấm những tuyến đường mà các phái đoàn ngoại giao quan trọng đi qua, việc HarvardX X cũng từng bị tạm giữ để thẩm vấn ở Singapore, và việc các thành phần cực đoan, bạo động như Benny Trường đang lợi dụng tình thế để kêu gọi biểu tình. Có thể thấy, các biện pháp an ninh trong hội nghị vừa qua là không quá đáng. Thật lạ khi giới dân chủ vừa ca ngợi các đặc vụ Mỹ, vừa chửi bới lực lượng chức năng Việt Nam, trong khi hai bên đều dùng các biện pháp tương tự nhau để bảo vệ Tổng thống Trump. Thứ ba, trước khi ca ngợi vẻ hoàn hảo của các đặc vụ Mỹ, giới dân chủ nên tìm hiểu thành tích vi phạm nhân quyền của họ trong các chương trình Contemporary và Brims. Nếu thấy khó chịu khi báo chí Triều Tiên tăng bốc chủ tịch nước này, hãy thấy khó chịu tương tự khi nhìn các nhóm cờ vàng, chế ảnh giả để bên trong, hay nhìn Phạm Lê Vương Cách tân bốc lãnh tụ đoan trang của làng dân chủ. Thứ tư, anh em dân chủ nên chấp nhận một sự thật rằng Tổng thống Trump là một thành phần cờ đỏ cần cấm bén mạng đến các khu cơ vàng Cali. Phải cực lực lên án tên Cộng sản năm vùng Donald Trump vì hắn dám sống trong hiện tại, trong khi cộng đồng cờ vàng vẫn còn đang sống trong quá khứ.